Thành quả nhà em đã xong rồi nhé. Hello mọi người, lại là mình Đàm Thảo đây. Ở đây đã có bạn nào từng được ăn thịt lợn lên bàn chưa? Hôm nay sẽ cùng mình làm món thịt lợn lên bàn nữa nhé. Thảo đã phải trải qua 7749 lần kiểm nghiệm và điều chỉnh gia vị mỗi ngày. Cuối cùng, mình cũng đã hoàn thiện rồi các bạn ạ. Để có những miếng thịt tươi ngon như thế này, bố mình đã rất vất vả lên trên bàn tìm và bắt từng con lợn ngon nhất để gửi xuống Hà Nội cho mình. Nhà mình ở xí Mần, Hà Giang mọi người ạ. Thịt mình dùng để nướng là thịt ba chỉ và thịt vai nha mọi người. Mọi người thấy có ngon không ạ? Sau khi thái xong thì mình sẽ tẩm ướp gia vị. Gia vị của mình gồm có mắc khén, hạt dổi, sả và các gia vị khác. Đây là công đoạn mà mình sợ nhất mọi người ạ, bởi vì mình toàn bị chọc vào tay thôi. Mọi người có thấy thịt lợn đen bản cứ đỏ như thịt bò ý mọi người ạ? Ôi trời ơi là trời, mọi người có thấy ngon không ạ? Chứ em đến chảy hết cả nước miếng rồi đây này mọi người ạ.